Nghe nghe hôm nay là 11 ngày, 11 ngày phải không nhỉ? Xin lỗi, để tôi ngó lại một chút. Lúc này nói sai chết dở. Mùng 4 tháng 2 ở 11 ngày. Hôm nay là 10 hôm nay là được 11 ngày rồi. Hôm nay dợ thủng thính thì do là trời nó lạnh nên chắc chắn là nó lên men nó sẽ chậm hơn. Đây hôm nay tôi dùng thêm một cái hũ to này bởi vì hôm trước là được hơn ngày thì tôi thấy chắc chắn là nó sẽ tràn ra nên tôi mới mua thêm một cái hộp để tôi cho vào. Đây, hôm trước được 5 ngày câu mất một ổ rồi anh em. Này. Cái này là tôi mới cho ra đây không lâu đâu. Này. Mày hôm trước mới xúc rồi. Từ bóng tới mép thì không đậy. Trời lạnh thì không lên men. Đây, còn mấy cái thùng ổ thì chắc chắn là sẽ lên men. Lên ít lên nhiều kiểu gì cũng phải lên. 11 ngày rồi mà. Đấy anh em này. Thấy chưa? Có lớp men ở trên này. Đấy, mùa đông nó lên men rất chi là chậm, nó không lên nhanh như là. Đây tôi ngửi thử thì khá thơm rồi. Mùa đông thì nó lên men chậm, nó không như mùa hè thì nó lên men rất chi là nhanh. Đây còn thùng lớn ở trong này nữa. Trước tôi phải lấy bớt ra tôi ở hai thùng này ra tôi cho bớt vào đây này có nó bị tràn. Đây đây. Đấy anh em, nó lên men rồi đây này. Nhìn rất chi là dễ, nhìn rất chi là rõ đúng không? Đấy. Cái này là căn bản hôm trước được mấy hôm tôi khui ra tôi bốc bớt ra để cho vào cái hộp cho vào cái thùng này, đâm ra là cái lớp men của nó. Lớp men của nó bây giờ nó mới lên này. Đấy, này. Đấy, lớp men trắng này. Người mùi đánh được rồi. 11 ngày. Đây này, hôm trước nó bị trào đây này, anh em này. Nó bị trào ra này, bắt buộc thì tôi phải cho sang đây, san sang đây này. Rồi, ok. Đấy, khi mà thấy thùng thính ủ nó lên men này, anh em có thể đánh được rồi. Hôm trước đây 5 ngày đấy, 5 ngày lên thì trộn cho thằng em đấy đi câu cái hồ 100.000 ngồi cả ngày đấy thì lên toàn là trôi nhưng mà trôi nhỏ nhỏ nó đúng rồi bởi vì 100.000 ông ngồi cả ngày ông đòi trôi to thì lấy đâu ra chủ hồ nó lỗ à đấy toàn đồ đi câu không một thứ chết rồi cái hũ mẻ lâu lắm rồi quên chưa cho ăn chắc chết cổng keo rồi sao ấy tí để tôi kiểm tra đấy rồi ok anh em. Đấy, ngô khoai sắn các kiểu là điệu lên men này, đấy, lên men hết.